ở động vật luôn là một vấn đề nóng hổi ngày nay. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này, hãy theo chân chúng em đi đến Thảo Cầm Viên để tìm hiểu nhé. Vật hoang dã là một bộ phận không thể thiếu trong lớp sinh quyển mà con người chúng ta đang có mặt. Chúng được ví như một tài nguyên quý giá, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của xã hội, là một mắt xích quan trọng trong chuỗi chuyển hóa sinh học đang diễn ra. Sự tồn tại của thế giới động vật tác động không nhỏ đến sự cân bằng hệ sinh thái, duy trì môi trường sống trong lành trong con người. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới đang đứng trước nguy cơ mất đi rất nhiều loài sinh vật quý do tác động chính từ con người. Mở lại cánh trên vai, theo anh đi tìm lại một phút yên bình. Ngày dù ngày vẫn những khó khăn, em vẫn xoay vẫn cùng những nốt thăng trầm. Nhưng cứ vui lên em, vì ngày mai lại một cơ hội để ôm trọn thế giới và cứ tan vào những em đêm tối đây. Cứ tan trong màn đêm này đắm say, cứ chôn vùi lắng lo vào sáng mai. Chút thì hôm nay tụi mình sẽ phỏng vấn một chị ở trường Marie Curie nha. Em chào chị có thể giới thiệu đôi chút về tên lớp trường chị được không ạ? Chị tên là Nguyên, học lớp 10A9 của trường Marie Curie. Thì dạo gần đây có vô số các loài động vật sắp bị tuyệt chủng, cũng như là có nhiều người săn bắt một cách vô ý thức để vụ lợi cho cá nhân mình. Thì chị nghĩ tại sao mình cần phải bảo vệ động vật ạ? Theo chị thì động vật nó có rất là nhiều những cái lợi ích cho con người hoặc là với thiên nhiên, như là làm thức ăn nè, rồi hoặc là bầu bạn với chúng ta, rồi làm nguyên liệu. Rồi với thiên nhiên thì giúp cân bằng hệ sinh thái. Thì chị nghĩ là đối với những cái lợi ích đó của động vật thì chúng ta nên chăm sóc động vật, tại vì ai cũng cần được chăm sóc. Chị có suy nghĩ gì về thực trạng giết hại săn bắt động vật không ạ? Theo chị thì đây là một cái tình trạng rất là nghiêm trọng và cũng chưa có dấu hiệu là giảm sút, và chị thấy là cái việc này nó gây ảnh hưởng rất là xấu đối với môi trường cũng như là đối với chúng ta. Thì chị nghĩ là cái tình trạng này nên được tuyên truyền để dừng lại càng nhanh càng tốt. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ thưa cô, thì ở trên trường bọn con có dự án là nói về chủ đề là bảo vệ động vật đó cô. Vậy thì theo bọn con được tìm hiểu chưa, là dạo gần đây thì số lượng động vật bị tuyệt chủng rất là nhiều, được lưu vô sách đỏ của Việt Nam rất là nhiều. Vậy thì theo cô tại sao con người lại giết hại động vật đây ạ? Ví dụ như nãy con nói là những cái động vật quý hiếm đúng không? Dạ. Vậy thì thí dụ như mấy con voi đúng không? Dạ. Thì cái đó thì mình bật tay giác thì mình phải nên bảo vệ. Còn những động vật nhỏ nhỏ như là về cái những cái thú như ăn thịt thì giống như heo, bò thì chắc ok được hả con? Vậy thì theo cô thì con người nên có những hành động hay là biện pháp nào để có thể ngăn chặn cái sự việc đột khiến động vật tuyệt chủng không ạ? Về những cái thú quý hiếm thôi, chứ ngoài những cái thú quý hiếm thì nhà nước phải có cái biện pháp thôi, chứ về dân thì mình cũng nên ý thức một chút. Ví dụ như là mình cũng không nên săn bắn những cái khu mà rừng cấm chẳng hạn. Dạ. Nè, cảm ơn cô. Mỗi thế hệ sẽ có trong mình những suy nghĩ riêng theo những khía cạnh khác nhau. Nhưng nhìn nhận chung thì con người chúng ta vẫn luôn muốn hướng đến một trái đất trong xanh, đa dạng động vật sinh sống, lên án những người có hành vi giết hại động vật để vụ lợi cá nhân. Bảo vệ động vật chính là mục tiêu vĩ đại mà mỗi cá nhân chúng ta luôn hướng đến. Bản thân chúng em luôn ấp ủ những hoài bão của riêng mình, nhưng vẫn không quên đi trách nhiệm của mình, muốn đóng góp công ích cho hệ sinh thái nói riêng và môi trường nói chung. Ước mơ của chúng em là trở thành một nhà thiết kế tạo ra những mẫu mã thân thiện với môi trường, không giết hại động vật, duy trì hệ sinh thái nhưng vẫn giữ được những phong cách riêng và thời thượng.
Cụ thể hơn chính là vào cuộc thi Hoàng Vũ năm 2022 của Hương Ly, cô đã diễn lên mình bộ váy làm từ giấy ăn với thông điệp bảo vệ môi trường và phát triển các chất liệu thời trang bền vững, được thiết kế bởi nhà thiết kế Trần Hùng. Và công việc của anh là nghề nghiệp chúng em muốn hướng tới chính là phát triển thời trang sạch.